Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu. Chương trình tuần này sẽ có những tin đáng chú ý sau. Hội nghị trực tuyến triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nghiên cứu, học tập, quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15. Khai mạc lễ hội truyền thống Quần Anh năm 2024. Lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Kiều, xã Hải Trung. Và một số tin đáng chú ý khác. Sau đây là nội dung của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, ngày 24 tháng 4, tại nhà văn hóa mùng 3 tháng 2 tỉnh Nam Định, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Nghiên cứu quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các sở ban ngành. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp truyền đạt các nội dung quan trọng của hội nghị. Tại Đầm Cầu, huyện Hải Hậu có đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, người hưu trên địa bàn, nguyên Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, trung tâm chính trị huyện, đồng chí bí thư hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện, toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị, trực thuộc và điểm cầu tại các xã thị trấn trên địa bàn huyện. Dự tại điểm cầu huyện Hải Hậu có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, các đồng chí nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, nghỉ hưu trên địa bàn, nguyên Thường trực Huyện ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện qua các thời kỳ, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng phó các phòng ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện, trung tâm chính trị huyện, đồng chí bí thư hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện, toàn thể các đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị trực thuộc và điểm cầu tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú đã truyền đạt những nội dung cốt lõi bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng. Quán triệt triển khai chuyên đề năm 2024, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Theo đó đã cung cấp nhiều nội dung mới liên quan đến tình hình thế giới trong nước gắn với hoạt động của tỉnh Nam Định, khẳng định những nỗ lực thành tựu to lớn của Đảng ta, đất nước ta, nhân dân ta, nhất là từ sau Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đến nay, đồng thời đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Nam Định. Với quyết tâm thực hiện mục tiêu sớm trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Sau hội nghị, các cấp ủy đảng, tổ chức đảng trong toàn đảng bộ tỉnh triển khai thực hiện nghiêm các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, sự chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, vận dụng sáng tạo, cụ thể hóa các nội dung đã được quán triệt học tập vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng quê hương Nam Định ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, sáng ngày 22 tháng 4 tại Nhà văn hóa xã Hải Lý, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định gồm đồng chí Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, trưởng đoàn đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mai Thị Phương Hoa, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đồng chí Khương Thị Mai, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhôm Nam Sung Việt Nam đã tiếp xúc cử tri huyện Hải Hậu. Dự buổi tiếp xúc cử tri về phía huyện Hải Hậu có đồng chí Trần Minh Hải, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Đỗ Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy,
đồng chí Lưu Thị Nghiêm, Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện, cùng đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện Hải Hậu. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15, kết quả và hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh từ sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 đến nay và kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Trả lời của các bộ ngành trung ương đối với các kiến nghị của cử tri tỉnh Nam Định gửi đến trước và sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 5 năm 2024 và bế mạc vào ngày 28 tháng 6. Kỳ họp sẽ xem xét thông qua 10 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 11 dự án luật, đồng thời xem xét quyết định các vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và các vấn đề quan trọng khác. Tại hội nghị tiếp xúc cử tri, đại diện cử tri huyện Hải Hậu đề nghị chính phủ và các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác tuyên truyền, siết chặt quản lý các công ty doanh nghiệp tổ chức, nhất là chấm dứt tình trạng lưu hành sim giác của các nhà mạng. Đồng thời có những giải pháp thiết thực toàn diện hơn nữa để người dân không bị lừa và cần tăng cường xử lý tội phạm lừa đảo, nhất là lừa đảo công nghệ cao trên không gian mạng. Nhóm đối tượng cựu chiến binh là cựu quân nhân sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương lao động sản xuất. Điều kiện gia đình của đối tượng này phần lớn là khó khăn, không có nguồn thu nhập ổn định. Có trường hợp gặp nhiều khó khăn, thường xuyên đau yếu bệnh tật, không có đủ điều kiện mua bảo hiểm y tế tự nguyện. Việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đối với cựu quân nhân thuộc các nhóm đối tượng trên có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc. Vì vậy, đề nghị chính phủ và các cơ quan chức năng nghiên cứu để các đối tượng trên được hưởng chế độ bảo hiểm y tế. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Quốc Trình đã ghi nhận đánh giá cao những ý kiến kiến nghị của cử tri, trao đổi làm rõ thêm một số ý kiến kiến nghị cử tri phản ánh và yêu cầu các cấp, các ngành chức năng của tỉnh kịp thời nắm bắt giải quyết những bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thuộc thẩm quyền của mình. Đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp đầy đủ, trình Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng trung ương tỉnh xem xét giải quyết theo quy định, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua tại Trung tâm Chính trị huyện đã diễn ra lễ tổng kết lớp đảng viên mới khóa 1 năm 2024. Đồng chí Đinh Xuân Phương, Thường vụ Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện đã về dự chỉ đạo buổi lễ. Lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa 1 năm 2024 có 75 học viên thuộc 32 đảng bộ chi bộ cơ sở đảng trong và ngoài huyện. Sau thời gian học tập, lớp học đã hoàn thành chương trình theo quy định của Ban Tuyên giáo Trung ương, giúp mỗi học viên nhận thức những kiến thức cốt lõi nhất về chủ nghĩa Mác Lênin, về những nguyên tắc trong công tác tổ chức hoạt động của đảng, nhiệm vụ của người đảng viên trong công tác xây dựng và chỉnh đốn đảng, trang bị cho đảng viên mới hệ thống kiến thức lý luận chính trị, xây dựng kế hoạch phấn đấu rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua quá trình học tập và rèn luyện tại trung tâm, các đồng chí học viên đã tiếp thu tốt các bài giảng trên lớp. Sau cuộc thi cuối kỳ, có 3 học viên xuất sắc đạt 4%, 35 học viên đạt loại giỏi đạt 46,6%, 36 học viên loại khá đạt 48%. Trong buổi lễ bế giảng, Trung tâm Chính trị huyện đã khen thưởng cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong công tác học tập và tích cực tham gia các hoạt động của lớp. Sau bế giảng lớp học về địa phương đơn vị công tác học tập, lao động sản xuất, các học viên tiếp tục học tập rèn luyện phấn đấu, thực hiện và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với danh hiệu Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 539 năm Thủy Tổ khai cơ lập ấp Quần Anh, 34 năm nhận bằng di tích lịch sử văn hóa cấp nhà nước, đền thờ Thủy Tổ, cầu ngói, chùa Lương, xã Hải Anh. Sáng ngày 22 tháng 4, tức ngày 14 tháng 3 năm Giáp Thìn, xã Hải Anh long trọng tổ chức khai mạc lễ hội truyền thống Quần Anh. Về dự buổi lễ có đồng chí Phạm Vinh Dự, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, đồng chí Trần Minh Oanh, nguyên bí thư huyện ủy Hải Hậu, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định, đại diện lãnh đạo Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Phòng Tư pháp huyện, đơn vị kết nghĩa, cùng đông đảo bà con nhân dân, các tín đồ Phật tử trong và ngoài xã đã về dự buổi lễ và dâng hương. Cách đây 539 năm, tứ tổ khai sáng Trần Vu, Vũ Chi, Hoàng Gia, Phạm Cập và 9 dòng họ từ khắp nơi hội tụ về sinh cơ lập nghiệp. Mảnh đất Quần Anh xưa là dấu tích cuộc khai hoang lấn biển của tứ tính cửu tộc, đã nhìn thấy thế đất để tụ dân. Thế đất có hình long cồn, rồng vươn lên phía bắc,
lưng đất lượn chín khúc, thổ nhưỡng phì nhiêu, long mạch thuận tiện, vượng thế thoáng đãng. Trải qua bao gian nan vất vả lập nên những xóm làng trù phú, từ Cồn Ấp đến Quần Anh phát triển trăm nghề, mở rộng địa bàn sinh sống để thành lập huyện Hải Hậu ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn tứ tính cửu tộc có công mở đất dựng làng, dạy chữ, dạy nghề, hàng năm xã Hải Anh đã tổ chức lễ kỷ niệm thủy tổ khai sáng vào tiết Đông Chí và mở hội cầu phúc vào trung tuần tháng 3 tại đình Phong Lạc. Năm 1990, lễ hội được phục hồi khi cầu ngói chùa Lương đền thờ thủy tổ được nhà nước cấp bằng di tích lịch sử văn hóa. Từ mảnh đất địa linh nhân kiệt này phản ánh bản chất truyền thống đoàn kết máu thịt của tổ tiên, góp phần sản sinh ra huyện Hải Hậu ngày nay vinh dự 4 lần anh hùng và huyện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Nếu như nói nước Việt có tổ hùng vương thì ở Hải Hậu có tứ tính cửu tộc, Phong Châu trở thành đất tổ của cả nước, Quần Anh trở thành đất tổ của Hải Hậu. Lễ hội truyền thống Quần Anh được tổ chức văn minh tiết kiệm và đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tâm linh không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân Hải Anh nói riêng và người dân Hải Hậu nói chung. Vào những dịp lễ Phật đản hay lễ Vu Lan hoặc các ngày 14, 15, 16 tháng 3 âm lịch hàng năm, thì tại di tích chùa Lương lại diễn ra nghi thức tế lễ trang trọng, tôn nghiêm, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng thờ Phật và bày tỏ tấm lòng tri ân công đức của nhân dân Hải Anh đối với những vị thủy tổ có công tạo dựng cuộc sống ấm no cho nhân dân. Nằm trong khuôn khổ chào mừng lễ hội truyền thống Quần Anh, chiều cùng ngày, Ủy ban nhân dân xã Hải Anh, ban tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ các câu lạc bộ các xã, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hải Anh phối hợp tổ chức khai mạc giải bóng chuyền hơi nữ năm 2024. Giải bóng chuyền hơi nữ được khai mạc với khí thế thi đua sôi nổi của chị em hội viên phụ nữ. Giải có sự tham gia của các câu lạc bộ trong xã Hải Anh và giao lưu với một số xã trong vùng. Ngay sau chương trình khai mạc, các đội bóng đã bước vào các trận thi đấu tranh tài đầu tiên. Với quyết tâm cao, tinh thần thể thao đoàn kết, thi đấu hết mình, các vận động viên đã cống hiến tới khán giả những trận đấu hấp dẫn, những pha bóng đẹp mắt và đầy kịch tính, thu hút đông đảo mọi lứa tuổi tới xem và cổ vũ. Một trong những phần hội được tổ chức tại khuôn viên chùa Phúc Lâm xã Hải Anh nhân dịp kỷ niệm lễ hội truyền thống Quần Anh, đó là hội sinh vật cảnh xã Hải Anh, câu lạc bộ bonsai Quần Anh tổ chức triển lãm cây cảnh nghệ thuật. Hội sinh vật cảnh xã Hải Anh nói chung, câu lạc bộ bonsai Quần Anh nói riêng quy tụ các nhà vườn có truyền thống làm nghề trồng hoa cây cảnh từ nhiều thế hệ, phát triển đa dạng các tác phẩm sinh vật cảnh, trong đó đi sâu vào dòng cây bonsai và cây tầm trung có giá trị nghệ thuật và kinh tế cao, giúp nhiều hội viên có nguồn thu nhập cao từ giao dịch mua bán cây thế cây cảnh. Với những tác phẩm mang đặc điểm cổ, kỳ, mỹ, những tác phẩm mang dáng thế độc lạ và mang dấu ấn của vùng miền đã hội tụ về đây phô diễn vẻ đẹp và sự đa dạng của sinh vật cảnh. Có thể nói những tác phẩm sinh vật cảnh nơi đây đã khẳng định sự sáng tạo vô tận của những nghệ nhân địa phương. Nhiều tác phẩm hoa cây cảnh nghệ thuật đã được giao lưu trưng bày tại các hội chợ triển lãm sinh vật cảnh trong và ngoài xã, huyện, tỉnh, được các địa phương đánh giá cao. Tại đây cũng diễn ra nhiều hoạt động khác như biểu diễn múa rối nước, trưng bày triển lãm tranh nghệ thuật. Các hoạt động văn hóa truyền thống đã góp phần quảng bá những nét văn hóa đặc sắc của mảnh đất địa linh nhân kiệt, tô điểm thêm màu sắc cho lễ hội truyền thống Quần Anh xã Hải Anh. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 4, Đảng bộ, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Hải Trung cùng gia đình đã trang trọng tổ chức lễ đón nhận và an táng hài cốt liệt sĩ Trần Văn Kiều về với đất mẹ quê hương. Về dự lễ và dâng hương có đại diện lãnh đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phòng Lao động và Thương binh xã hội huyện, các đại biểu đại diện lãnh đạo cấp ủy chính quyền, ban ngành địa phương cùng thân nhân gia đình đã về dự. Liệt sĩ Trần Văn Kiều sinh năm 1943 trong gia đình giàu truyền thống cách mạng ở xóm 17 cũ, nay là xóm 18 xã Hải Trung. Trong lúc tham gia chiến đấu chống Mỹ cứu nước, đồng chí đã anh dũng hy sinh ngày 24 tháng 5 năm 1965. Thi hài đồng chí được đồng đội mai táng tại Nghĩa Trang Mặt trận. Sau nhiều năm gia đình không nắm bắt được thông tin về mộ liệt sĩ, đến năm 2010, được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp chính quyền và đơn vị quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Bình Phước, đã quy tập và đưa hài cốt liệt sĩ Trần Văn Kiều từ Nghĩa Trang Mặt trận về Nghĩa Trang tỉnh Bình Phước. Trong suốt quá trình công tác và chiến đấu, đồng chí luôn nêu cao tinh thần cách mạng, khí tiết của người chiến sĩ cách mạng, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những công lao và thành tích, đồng chí Trần Văn Kiều vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng nhì và nhiều bằng giấy khen khác của đơn vị. Tại buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn nghiêng mình dâng hương hoa trước anh linh liệt sĩ Trần Văn Kiều, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn vô hạn các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các đồng chí thương binh bệnh binh, các gia đình liệt sĩ và những người có công với nước. Thưa quý vị và các bạn,
chiều ngày 25 tháng 4, tại nhà văn hóa huyện Hải Hậu đã diễn ra đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu tổ chức nhiệm kỳ 2024-2029. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu hiện có 124 đồng chí. Sau những năm tháng công tác chiến đấu rèn luyện, trải qua các cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, các đồng chí trở về quê hương hoặc chuyển ngành công tác ở các cơ quan trên mọi lĩnh vực và ngày nay đang là một bộ phận rất quan trọng của xã hội. Các đồng chí là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương cao đẹp, tiêu biểu để cán bộ chiến sĩ công an đang công tác noi theo. Kinh nghiệm của các đồng chí cựu công an nhân dân vẫn có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần xây dựng, đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong những năm qua, các hội viên của câu lạc bộ Công an hưu trí huyện Hải Hậu đã có nhiều hoạt động thiết thực góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn định phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới. Các đồng chí hội viên luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, là nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Nhiều đồng chí tham gia giữ các chức vụ của các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương như bí thư, phó bí thư chi bộ, trưởng ban mặt trận, cộng tác viên ban tuyên giáo. Nhiều hội viên có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng. Ngoài ra, câu lạc bộ Công an hưu trí huyện đã quan tâm thực hiện nhiều hoạt động tình nghĩa. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Thế Anh, phó bí thư huyện ủy, chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện phát biểu chúc mừng và ghi nhận trân trọng đánh giá cao những đóng góp, kết quả đạt được của các thế hệ công an hưu trí huyện nhà trong xây dựng và phát triển quê hương Hải Hậu. Để có đại hội thành lập Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu hôm nay là sự nỗ lực cố gắng của Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện, Phòng Nội vụ huyện và của các thế hệ cựu công an nhân dân đang sinh sống tại địa phương. Để Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu ngày càng phát triển, đồng chí đề nghị các đồng chí hội viên Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu thực hiện tốt một số nội dung cụ thể. Phải tập hợp đoàn kết hội viên thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của hội, thực hiện đúng đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ quy chế quy định của hội. Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tích cực tham gia tuyên truyền về chủ trương đường lối chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động. Phát huy những kiến thức, kinh nghiệm quý báu đã tích lũy trong suốt quá trình công tác, thường xuyên đóng góp ý kiến cho lực lượng công an huyện nhà, cấp ủy chính quyền các cấp về các chủ trương, đường lối, kế hoạch, biện pháp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, để góp phần tạo môi trường ổn định, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tại đại hội, các đại biểu đã biểu quyết thống nhất ban chấp hành gồm 11 đồng chí, thường trực hội gồm 5 đồng chí, ban kiểm tra 3 đồng chí. Đồng chí Trần Văn Nhự được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu Công an Nhân dân huyện Hải Hậu, nhiệm kỳ 2024-2029. Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, thôn Quang Thanh, xã Hải Thanh tổ chức giao lưu các câu lạc bộ dưỡng sinh dân vũ. Sau đây là ghi nhận của phóng viên. Thôn Thanh Quang, xã Hải Thanh gồm 3 xóm Nguyễn My, Vĩnh Hiệp và Nguyễn Trầm. Trong thời gian qua, phong trào tập luyện thể dục thể thao của xã Hải Thanh nói chung và thôn Thanh Quang nói riêng phát triển mạnh mẽ. Mỗi lứa tuổi lựa chọn cho mình một bộ môn thể thao phù hợp với lứa tuổi. Với chủ đề vũ điệu khỏe đẹp, các tiết mục dân vũ, thể thao dưỡng sinh đa màu sắc của các đơn vị được dày công tập luyện kỹ càng và chuẩn bị công phu, thể hiện sự hào hứng, say mê, cống hiến hết mình. Trong chương trình, gần 200 hội viên người cao tuổi, chi hội Liên hiệp Phụ nữ ở thôn Thanh Quang đã mang đến những tiết mục giao lưu thực sự đặc sắc, ấn tượng và cuốn hút. Những vũ điệu dân vũ khỏe khoắn, điệu múa mềm mại uyển chuyển, những bài tập dưỡng sinh nhịp nhàng biểu diễn trên nền nhạc là các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và các bài hát tươi vui sôi động. Trang phục đa sắc màu, áo dài truyền thống đã nhận được sự theo dõi hào hứng và cổ vũ nhiệt tình của khán giả, tạo không khí vui tươi và phấn khởi. Qua đây tạo nên một sân chơi thiết thực, lành mạnh và bổ ích cho hội viên người cao tuổi, hội viên phụ nữ cũng như người dân yêu thích văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, cải thiện đời sống văn hóa tinh thần, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, gọi tắt là nghị quyết số 33. Trong 10 năm qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai hiệu quả các nội dung của nghị quyết. Vậy kết quả cụ thể về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam tại vùng quê Hải Hậu văn hóa anh hùng, nông thôn mới như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự thực hiện nghị quyết 33, 10 năm nhìn lại. Hải Hậu, 10 năm thực hiện nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa con người. Hải Hậu, huyện đồng bằng ven biển phía nam tỉnh Nam Định, với diện tích tự nhiên gần 230 km2, có 31 xã, 3 thị trấn với trên 27 vạn dân. Nói đến Hải Hậu là nói đến một quần thể văn hóa cộng đồng đa sắc màu hội tụ, từ bản sắc văn hóa của cư dân khắp các vùng miền trong cả nước đến định cư lập nghiệp. Mà dấu ấn đậm nét nhất là nền văn minh lúa nước châu thổ sông Hồng. Ở mảnh đất biển bạc đồng xanh này, những mái đình làng biển, những ngôi chùa xen kẽ những tháp chuông nhà thờ và hệ thống các nhà văn hóa từ huyện, xã, thị trấn đến xóm tổ dân phố trải đều, tạo nên sự tổng hòa văn hóa cố kết cộng đồng riêng có của vùng đất mới hơn 500 tuổi, trên 130 năm thành lập huyện, rạng danh huyện 4 lần anh hùng, 45 năm điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước. Từ đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 và được Chủ tịch Hồ Chí Minh đúc kết, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng nêu yêu cầu tập trung nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực của con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới. Tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nhà nước về văn hóa. Phát biểu tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại quan điểm. Văn hóa nói lên bản sắc của một dân tộc. Văn hóa còn, dân tộc còn. Văn hóa mất thì dân tộc mất. Thực hiện nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2014 của Ban chấp hành Trung ương khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, gọi tắt là nghị quyết số 33. Ngay trong năm 2014, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lãnh đạo chỉ đạo và ban hành kế hoạch số 80 ngày 15 tháng 8 năm 2024 về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết 33. Đặc biệt, để định hướng đúng và đưa nghị quyết 33 đi vào cuộc sống, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội thảo nghiên cứu và đã bước đầu khái quát nên đặc trưng văn hóa con người Hải Hậu với 29 chữ: khí phách kiên cường, ý chí tự lực tự cường, cố kết cộng đồng bền chặt, tiên phong trong đổi mới, có đời sống vật chất, tinh thần phong phú. Để nghị quyết được cụ thể hóa trong thực hiện, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng đề án toàn khóa, xác định rõ xây dựng và phát triển văn hóa con người là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của cả hệ thống chính trị. Việc triển khai thực hiện 5 mục tiêu trong nghị quyết được huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện quan tâm và cụ thể hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình, tạo dựng đời sống văn hóa, môi trường văn hóa trên địa bàn huyện lành mạnh, phong phú, các chuẩn mực giá trị văn hóa và con người Hải Hậu ngày càng được hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Về xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện, trong những năm qua, Đảng bộ Hải Hậu đã coi trọng việc giáo dục truyền thống, đưa lịch sử địa phương vào sinh hoạt ở chi bộ và giảng dạy ở các trường phổ thông, các lớp bồi dưỡng đối tượng đảng, đảng viên mới tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện. Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Hải Hậu mảnh đất con người truyền thống đổi mới, thi sáng tác ảnh, triển lãm ảnh về mảnh đất con người và thành tựu kinh tế xã hội huyện. Trong những dịp kỷ niệm ngày lễ lớn của dân tộc, của các ngành địa phương đã chỉ đạo các nhà trường để nói chuyện truyền thống, tổ chức các hoạt động ngoại khóa cho học sinh các cấp tham quan những địa danh trên địa bàn huyện. Năm 2023, Đảng bộ Hải Hậu đã xuất bản lại cuốn lịch sử Đảng bộ và nhân dân huyện Hải Hậu từ mở đất đến năm 2023.
Việc xây dựng con người mới ở Hải Hậu còn thể hiện ở phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục. Hệ thống giáo dục từ nhà trẻ, mẫu giáo đến các bậc học, ngành học đều được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quan tâm đầu tư xây dựng. 100% các trường trung học cơ sở, tiểu học mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tập trung xây dựng môi trường văn hóa, đặc biệt là nhà trường, trong việc giáo dục thế hệ trẻ được nâng cao. Đưa nội dung tích hợp tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong một số bộ môn, môn học như ngữ văn, lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và đào tạo thường xuyên quan tâm tới việc giáo dục thể chất cho học sinh trong các trường học. 100% số trường đều thực hiện tốt chương trình học tập thể dục thể thao nội khóa theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, hướng học sinh vào các hoạt động vui chơi giải trí lành mạnh. Hải Hậu, mảnh đất có truyền thống hiếu học, phong trào khuyến học khuyến tài, xã hội học tập phát triển mạnh mẽ, tạo động lực môi trường để mọi người phát huy. Trong toàn huyện có 34/34 xã thị trấn có hội khuyến học, 390/390 xóm tổ dân phố có chi hội khuyến học, 100% xóm tổ dân phố. Các dòng họ đều có quỹ khuyến học. Hoạt động văn học nghệ thuật đã được triển khai thực hiện với nhiều hình thức, góp phần nâng cao chất lượng đời sống tinh thần của người dân. Từ đó phát huy vai trò của văn học nghệ thuật trong việc bồi dưỡng tâm hồn, tình cảm con người. Mỗi người vì mọi người vì mỗi người. Trách nhiệm cá nhân đối với bản thân, gia đình và xã hội. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là trong cán bộ, đảng viên, công chức, lực lượng vũ trang, học sinh. Phong trào rèn luyện sức khỏe được tổ chức rộng khắp thông qua các đại hội thể dục thể thao từ cấp cơ sở đến cấp huyện. Hiện nay, tỷ lệ người dân tập thể dục thể thao thường xuyên đạt 67%, gia đình thể thao đạt 36%. Về xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện phát động mỗi địa phương, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, tổ chức phải là một môi trường văn hóa lành mạnh, góp phần giáo dục rèn luyện con người về nhân cách, lối sống. 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tập trung chỉ đạo và thực hiện sửa đổi lại hương ước, quy ước cũ. Trong nhà văn hóa đã trang bị thêm sách báo, tạp chí, sử dụng vi tính nối mạng để nhân dân nghiên cứu tìm hiểu kiến thức khoa học, pháp luật và thông tin thời sự. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có bước chuyển mới. Các xóm tổ dân phố đã tổ chức thực hiện tốt đề án của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng hoạt động nhà văn hóa xóm, thành lập các câu lạc bộ sinh hoạt thường xuyên tại nhà văn hóa xóm, câu lạc bộ bóng chuyền hơi nữ, câu lạc bộ dân vũ, câu lạc bộ dưỡng sinh. Về xây dựng xóm tổ dân phố văn hóa, năm 2015 có 71,8% thôn tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. Đến hết năm 2023 có 389/390 bằng 99,7% xóm tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa, tăng 31,4% so với trước khi thực hiện nghị quyết. 128 cơ quan đơn vị trường học đạt chuẩn văn hóa. Về xây dựng gia đình văn hóa, phong trào xây dựng gia đình khỏe mạnh, ấm no, bình đẳng, tiến bộ, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, phát triển bền vững. Đến nay, có trên 90.600, trên hơn 92.700, bằng 97,8% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, tăng 7% so với trước khi thực hiện nghị quyết. Trong xây dựng nông thôn mới, lấy xóm, cụm dân cư, hộ gia đình làm hạt nhân và nòng cốt để xây dựng nông thôn mới. Năm 2018, Hải Hậu là một trong 4 huyện của cả nước được Trung ương chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững. Hiện nay, toàn huyện có 328/390 xóm tổ dân phố đạt và cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Năm 2023, các xã thị trấn đã hoàn thành xây dựng 49 xóm tổ dân phố văn hóa kiểu mẫu tiêu biểu. Về xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế, xác định việc xây dựng văn hóa trong chính trị và kinh tế là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, là nhân tố quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp thường xuyên nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trên lĩnh vực văn hóa thông qua việc triển khai, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
qua từng chuyên đề cụ thể hàng năm, qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua. Trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, huyện Hải Hậu đã có các tập thể cá nhân điển hình được tặng giấy khen. Con người thực sự là trung tâm trong quá trình phát triển kinh tế xã hội. Hàng năm, tổ chức gặp mặt các doanh nhân nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam để động viên, khích lệ doanh nhân vươn lên làm giàu chính đáng, xây dựng quê hương đất nước. Hiện nay, toàn huyện có các công ty xây dựng, may mặc, giày da, thủ công mỹ nghệ, hoạt động mang lại hiệu quả kinh tế cao, thu hút hàng chục nghìn lao động địa phương vào sản xuất. Về xây dựng thiết chế văn hóa ở huyện, nhà văn hóa huyện có sức chứa trên 1.000 chỗ ngồi, là nơi diễn ra những sự kiện chính trị trọng đại của huyện, là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật. Nhà thi đấu, hệ thống ghế ngồi cho hơn 1.500 khán giả. Sân vận động diện tích mặt sân gần 23.000 m². Bảo tàng với diện tích 1.600 m². Bể bơi hàng năm thu hút khoảng 10.000 lượt người đến bơi và tập bơi. Thiết chế văn hóa xã thị trấn, 13 nhà truyền thống, 1 khu lưu niệm đồng chí Vũ Văn Hiếu, 22 cổng chào xã, 8 trên 34 xã thị trấn có sân bóng đá cỏ nhân tạo, 14 trên 34 xã thị trấn có sân cầu lông trong nhà. 100% xóm tổ dân phố đã lắp đặt 431 bộ thể thao ngoài trời với gần 3.000 dụng cụ luyện tập. Các xã thị trấn và các xóm tổ dân phố đã tích cực thu hút, huy động các nguồn lực xã hội hóa để đầu tư xây dựng hoàn thiện hạ tầng cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống thiết chế văn hóa thể thao đáp ứng yêu cầu của tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Trên địa bàn huyện, hiện nay có 1.235 câu lạc bộ văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đa dạng về thể loại, như hát chèo, hát cho nhau nghe, dân vũ, chống hội, chống cà rùng, múa lân, múa sư tử. Về thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, Ủy ban Nhân dân huyện đã ban hành các công văn, đặc biệt là hướng dẫn số 70 ngày 18 tháng 5 năm 2022 về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Đến nay đã dần đi vào nền nếp, diễn ra trang trọng, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục. Công tác từ thiện nhân đạo là một trong những nét đẹp văn hóa của người Hải Hậu. Hàng năm thực hiện phong trào Tết nhân ái, huyện đã tổ chức thăm tặng quà từ trên 7.000 suất quà Tết, trao tặng những người có hoàn cảnh khó khăn, gia đình người có công, nạn nhân chất độc da cam. Qua công tác từ thiện nhân đạo đã thể hiện được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền, ban ngành đoàn thể đối với những người có công, gia đình khó khăn, những người yếu thế trong xã hội, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, hướng đến những giá trị đạo đức nhân văn cao đẹp của con người Việt Nam. Nhận thức được giá trị truyền thống văn hóa, truyền thống anh hùng của mảnh đất con người Hải Hậu là nguồn lực vật chất to lớn trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong chỉ đạo, cấp ủy chính quyền từ huyện đến các xã đã quan tâm việc bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 44 di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng, gồm 13 di tích cấp quốc gia và 34 di tích cấp tỉnh, 87 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có 148 nhà thờ giáo xứ giáo họ đa dạng về quy mô, độc đáo về kiểu dáng, kiến trúc. Các di tích tôn giáo thường xuyên được cải tạo, sửa chữa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và hưởng thụ văn hóa của người dân. Các cấp, các ngành còn chú trọng tôn vinh việc gìn giữ, thực hành, truyền dạy, bảo vệ và phát huy giá trị di sản, xét tặng các danh hiệu cá nhân cho các nghệ nhân, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chúng về giá trị của di sản. Hát chầu văn đã tạo được sự lan tỏa đến khách thập phương và cộng đồng công chúng. Từ năm 1978 đến nay, lễ hội truyền thống cách mạng vào dịp 19 tháng 8 ở các xã thị trấn và mùng 2 tháng 9 ở huyện đều được lãnh đạo chỉ đạo tổ chức chặt chẽ thành nền nếp. Với phần lễ trang trọng và phần hội vui tươi, các bộ môn tham gia lễ hội ngày càng đa dạng, phong phú. Mỗi năm trong ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 9, ở huyện có trên 5.000 vận động viên, diễn viên, nhạc công tham gia biểu diễn, trên 2 vạn người tham dự. Cán bộ, đảng viên và nhân dân vừa là người tham gia các hoạt động, vừa là người hưởng thụ. Thông qua hoạt động lễ hội truyền thống cách mạng hàng năm đã phát huy truyền thống đoàn kết, văn hóa anh hùng, thi đua xây dựng đời sống văn hóa ngày càng lành mạnh, văn minh. Đề án phát triển du lịch huyện Hải Hậu đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 mà mục tiêu chung là phát triển du lịch,
góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phấn đấu đưa du lịch Hải Hậu trở thành một trong những điểm đến du lịch hấp dẫn, thân thiện, chất lượng trong tỉnh và khu vực nội địa. Bên cạnh đó, hoạt động quảng bá văn hóa đa sắc màu, tiềm năng phát triển về kinh tế du lịch mảnh đất con người Hải Hậu trên các kênh truyền hình VTV1, VTV2, cơ quan báo trung ương tỉnh, các trang mạng xã hội ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư và tạo cơ hội giao lưu học hỏi, hợp tác phát triển văn hóa du lịch. 10 năm thực hiện nghị quyết 33, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quán triệt quan điểm thống nhất xuyên suốt là sự nghiệp văn hóa là của toàn dân, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng. Con người là trung tâm, có sự phát triển toàn diện cả vật chất và tinh thần, có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện. Việc đấu tranh phê phán đẩy lùi cái xấu, cái ác, cái lạc hậu, chống các quan điểm, hành vi sai trái gây tác hại đến văn hóa, lối sống được chú trọng. Nhiều tấm gương sáng trong phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đã được biểu dương lan tỏa vào đời sống xã hội. Tổng kết 20 năm thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa giai đoạn 2000-2020, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Hải Hậu được Chủ tịch nước tặng huân chương lao động hạng 3 đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Huyện tiếp tục duy trì và giữ vững điển hình văn hóa thông tin cấp huyện của cả nước, duy trì liên tục từ năm 1978 đến nay. Tổng kết 10 năm triển khai thực hiện nghị quyết 33. Từ đó, huyện Hải Hậu tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, các nghị quyết, kết luận, chương trình, kế hoạch của Trung ương, tỉnh, xây dựng con người Hải Hậu trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển, với chuẩn mực phù hợp với giá trị văn hóa và con người Việt Nam, cũng như hoàn thiện những nét văn hóa truyền thống đặc trưng, tiêu biểu, riêng có của mảnh đất con người Hải Hậu, theo hướng nhân văn, trí tuệ, sáng tạo và trách nhiệm, nhằm xây dựng hình ảnh Hải Hậu văn minh, thân thiện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao của sự nghiệp đổi mới, như Đại hội 13 đã xác định. Lấy giá trị văn hóa con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng, bảo đảm sự phát triển bền vững. Dòng chảy lịch sử là bất tận, tạo nên sức mạnh bất diệt của một cộng đồng, một dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn. Đó cũng chính là di sản vô giá của tổ tiên cùng các thế hệ cha ông ta để lại. Cây có cội, nước có nguồn, truyền thống quý báu được kết tinh, hội tụ và lan tỏa trong quá trình mở đất, đoàn kết, dựng xây vun gốc vững bền, biến bãi bồi hoang vu thành biển bạc, đồng xanh, làm nên cốt cách con người Hải Hậu giản dị, khiêm nhường mà kiên cường khí phách, mạnh mẽ và phóng khoáng chọc trời khuấy nước. Đời sống mới trên nền truyền thống của huyện hơn 500 năm tuổi, trên 130 năm thành lập, và giờ đây đã rạng danh huyện 4 lần anh hùng, huyện 45 năm điển hình toàn quốc về văn hóa thông tin cấp huyện, với sức mạnh nội sinh, với khao khát vươn lên mạnh mẽ, đã và tiếp tục phát huy lên một tầm cao mới. Trong thời đại Hồ Chí Minh, xây dựng huyện Hải Hậu đạt nông thôn mới kiểu mẫu, sáng, xanh, sạch đẹp để phát triển bền vững vào năm 2025, hướng đến mục tiêu xây dựng một nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh hiện đại. Những bản tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hải Hậu tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.